vật này chỉ có 50 một cái thôi. Mà bây giờ bọn trẻ con nó đánh là nó toàn đánh vào 1 triệu. Hoặc là ít nhất là cũng phải 500 thì nó mới đánh. Trẻ con giờ nó sành lắm mẹ. Nó không như hồi xưa đâu. Đây cái vật này ra nó chịu được. Quý anh mặt méo xị kìa. Cầm vật là mặt méo xị ngay đây, đánh đấm gì. Vật này thì trùng lắm. Trẻ con nó chê là đúng rồi. Giờ trẻ con nó sành lắm. Úi giời, kinh đấy nhỉ. Chưa có sân thì phải đợi dân này tập luyện dần đi. Huy Anh phải tập dần đi. Thôi, thím về. Huy Anh bây giờ là nó phải cho nó cái vật mới. Chứ không là nó chê, những cái vật này nó chê rồi. Ui, hai cái kia mà 1.1 đấy, thím bị bịp rồi. Ôi trời ơi. Nhà mình bị bịp rồi. Thím ơi, cái vật đấy là 100.000 mà 2 chiếc. Làm sao mà lại mua 1 triệu.